Chào quý cô bác chị, em đang đứng ở đầu đường Nguyễn Thị Thập. Ngay chỗ này là ngay chỗ cái cầu chân cầu Phú Mỹ nè. Rồi Quỳnh Tấn Phát quẹo qua đó quý cô bác. Thì bây giờ sẽ quay toàn cảnh đường Nguyễn Thị Thập cho quý cô bác mình xem nha. Đầu đường này có Nguyễn Kim nè, siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Này có một cái chi nhánh đường Nguyễn Thị Thập quận 7. Cái đường chi nhánh chính của nó là ở trụ sở chính là ở Trần Hưng Đạo á. À, đây có cháu ở Singapore, một con cháu mà là thời thượng ở Sài Gòn mình thời gian gần đây. Đây có quán ốc nè, rồi có trà sữa sinh tố nè, Kim Tiền Vũ. Rồi phía trước đây có đồ cho để sinh con cưng. Có nhiều cái quán lề đường, xiên que nè, xiên que mình nướng đây. Có xông hơi massage Rạng Đông. Nước nó ngập lên. Hôm nay là triều cường đó quý bác, cho nên những chỗ nào mà đường mà thấp là nước sẽ ngập lên. May là đường với thì thập này là nó nâng cấp lên rồi. Phía trước có khu dân cư cao cấp kìa. Ở đây có khu căn hộ đẳng cấp 5 sao. Phía bên kia thì nó có cái chung cư, phía dưới là siêu thị Big C đó. Nhìn rất là hoành tráng. Đối diện với Big C thì có cái Lewis Garden. Rồi đây là khu vui chơi game. Ở đây thì nó có cái nội thất sofa, bán những cái sofa, những cái bàn ghế rất là đẹp. Rồi quán ngon đảm bàn. Chỗ này nó có cái gì đây? Brunei. Cái gì? Rồi bốn cái châu đốc. Đây là có quán ốc đêm 66, 20.000. Rồi chỗ này là có bệnh viện quận 7, trung tâm y tế quận 7 nha. Chúng ta sẽ qua một cái cầu, đây là cái cầu nhỏ thôi, có tên là cầu Đa Khoa. Từ lên cầu Đa Khoa thì chúng ta thấy là dưới là đường Nguyễn Văn Linh, phía bên kia đường là có siêu thị điện máy Thiên Hòa, rồi có karaoke là chữ đọc không rõ, có một cái quán cà phê rất là đẹp. Phía bên kia có hội chứng Nam Giang Ngọc Dũng. Cái đường thì chúng ta sẽ đi tiếp đường Nguyễn Thị Thập. Có karaoke 110, quán karaoke rất là lớn. Rồi đây có cơ sở mộc nè, có tủ đồ là ghế bằng gỗ, bếp điện từ, bếp 365.vn. Đây là trang trí nội thất là Phú Hưng, có rất là nhiều đèn. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Thúy Vân, quần áo thời trang của nữ, B Thui 142, rất là đông nha.
quán Que Thui 142 là đông lắm, có vẻ là ngon, giá cả phải chăng. Đây là có gì đây? Đây có bán dài nè, dài Trung Kiên, rồi bánh mì, bánh mì Hà Nội, gà ta Tâm Kỳ. Đối diện bên kia là nó có cái nội thất bằng gỗ nữa, nhìn rất là đẹp. Đây có cây xăng nè, hết xăng thì vô đây đổ. Rồi Thời Trang Nam Quỳnh Trân, phía bên kia đường có mắt kính Sài Gòn. Thế Giới Đẹp, có lẽ là cắt tóc rồi á, nó mi cho các chị nữ. Nhìn rất là đẹp nha, là ghế đồ salon màu hồng. Rồi đây bán điểm, bán tủ, bàn, ghế, nội thất, chăn, ráp, gối, điểm. Đối diện rồi nó có cái Five Star Thailand Palace. Rồi Quỳnh Đức này bán gỗ nè, tóc Đức nè. Cái này là quán tóc, quán lỗ dê hai dần. Quán này cũng rất là đông. Con đường này thì trang trí bàn ghế và nội thất rất là nhiều. Một vài quán lẩu rất là đông. Rồi đây là kệ nhôm, đồ bằng nhôm, inox, nội thất nữa. Rồi siêu thị mắt kính. Ở đây có cửa hàng thời trang Yến Ngân. Thời trang đa phần là nữ. Áo dài hàng, mà áo dài rất là đẹp. Rồi có Suno, Suno là giày túi sách rồi các bác. Kissy là quần áo phụ nữ đầm vái. Đồ gỗ Quỳnh Đức, Quỳnh Phúc, Cháo Lòng Hà Nội. Đây cháo nè, màn cửa nè, tủ bàn ghế nè, gà ta nè, rồi màn cửa màn nhi, giờ dán xe, rồi Mộc Linh, rồi cà phê Vườn Xanh, quán cà phê đẹp quá. Đường Quỳnh Đức Phát này ban đêm rất là sầm uất, rất là đông đúc. Đường cái ngang này là đường Mai Văn Vĩnh. Ở đây có quán cà phê là Viva Star Coffee. Viva Star Coffee là một hệ thống luôn hay sao á, em thấy rất là nhiều quán cà phê để cái logo này. Ở đây có sữa Vinamilk nè, Giấc Mơ Sữa Việt nè, Trung Tâm Cái Sắt, có cái sắt nữa. Đây là Máu Bảo Hiểm, đây là Gil & Gil, rồi Phát Sinh Nhi. Ở đây có gà rán Poppy, Popeye, gà rán Popeye. Popeye là một nhân vật trong phim hoạt hình Popeye, đó là thủy thủ Popeye. Bánh kem, trà, cà phê, rồi ngoại ngữ Lamico. Đây có bàn thờ, bàn ghế nhận đóng theo yêu cầu luôn. Bên kia đường thì có là Mai Kinh Tâm, là đồ chơi cho những em bé. Rồi Hair Salon Thi, là tiệm hớt tóc. Đây có ABC Bakery, là tiệm bánh ABC. Rồi phía bên kia là có Viễn Thông A, là bán điện thoại di động, smartphone. Đây có Tâm Ký, là bán mì xào, nuôi xào, đây là quán ăn. Đông lắm, quán ăn rất là đông. Rồi lịch sự. Rồi bên kia đường thì có quán nướng Con Bò Cười. Thiết kế nội thất, thi công. Rồi trung tâm ngoại ngữ. Xong rồi xào bắp, thuốc.
nên là quý quán nhất mỗi gì đó vô ta sơ bóp cho nó hết, nên là thuốc nha đàng hoàng nha, không phải là massage bậy bạ. Rồi phố Tân Nguyên đó, là một tòa nhà, là cái building. Đây có gì đây, trong hơi sơ bóp đá nóng rồi đây là khu vực này là sơ bóp không ạ, phía bên kia đường là nội thất đây là bên kia đường có nội thất là Khang Huy, nhìn rất là sang trọng. Quý quán mình mua đồ salon được, ghế salon rồi đó, ra đây mua thấy sang trọng lắm. Ở đây có quán 4.4, quán cũng lẩu dê, thấy cũng đông. Rồi bên kia đường thì có cái quán nữa là cái quán 404 nha, một quán 4.4 rồi một quán 404. Rồi Bằng Lăng quán, rồi quán cà phê Bằng Lăng. Tiếp theo là Viettel nè, thế giới di động nè. Khu vực này thì có bán đá hoa cương, đá hoa cương thì rất là chắc nữa, nặng lắm. Đây có Bibomat là bán đồ cho trẻ sơ sinh. Trung tâm nội thất phố VIP, có những cái ghế mà bằng gỗ nhìn rất là đại gia đó. Thế giới VIP Đại Hùng, hơn 150 sản phẩm. Rồi đây là có nhà hàng chay Âu Lạc. Rồi xông hơi, sẵn bóp, phở. Đây có kem tự chọn nè, có hai lớp kem nè. Đây có cây xăng, từ phía trước là được Lê Văn Lương. À, bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Đây là có một cô gái mà áo dạ hội đi ngoài đường, rất đẹp, thở nguyên cái lưng. Rồi tiếp theo chúng ta có gì đây, cái khu phố này là ăn uống nè, Visual Coffee, cà mì quán Phú Hội, rồi quán Triều Tường, quán Bình, quán gà ta, tấp nập quá. Bên kia là có lóc thịt mắt. Thị Lotte, rồi có đọc chiếu phim Lotte Seminar. Đối diện Lotte là có rất là nhiều quán lề đường, quán ăn lề đường đúng không bác, ẩm thực đường phố á. Rồi cảm ơn quý các bác đã xem video về cái con đường Nguyễn Thị Thập. Đây là toàn cảnh con đường Nguyễn Thị Thập, rất vui khi quý cô bác mình dành thời gian xem và chia sẻ cho nhiều người biết. Nhớ like comment cho em nha. Quý cô bác muốn xem ở đâu thì là cứ comment cho em biết để em đi tới em quay cho các bạn xem. Tất cả đều miễn phí hết. Rồi nhớ bấm subscribe. Quý cô bác anh chị nào mà chưa bấm nút subscribe thì
bấm nút subscribe để mà đăng ký kênh em. Hàng ngày thì em đi ngoài đường quay tất cả đều miễn phí hết, không có tốn xu nào đâu. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong video kế tiếp. Bye bye.